ghi âm gì nữa? Nhảy cầu là gì? Olympic và tiếng Mỹ coi hàng ngày mà. Thấy Olympic Mỹ nó đoạt huy chương không? Không biết hôm qua, không nhớ hôm qua nó đứng hàng mấy rồi ta. So far hình như nó có 18 cái huy chương rồi đó. Nhảy cầu là gì? Nghệ thuật gót lửa bỏ tay người. Nhảy cầu nghệ thuật là game gì? Là sao? Là skate, ice skate mà ice skate loại gì? Oh, cái đó là figure ice phải không? Figure skate phải không? Hả? Phải không? Nhảy cầu nghệ thuật, nhảy cầu là gì? Chị mình không biết. Các anh chị phải phải hai người là dance đó, phải không? Ice skate đó phải không? Phải không? Ice skate phải không? Hai người hoặc là một người đó phải không? Cái đó gọi là nhảy cầu hả? Nhảy rơi vào nước từ một nền tảng hoặc bàn đạp, cuốn nhào lộn. Rơi vào nước hả? Nhảy vô nước hả? Các anh chị nói tiếng Mỹ, nói cái môn đó bằng tiếng Mỹ thì tiếng Mỹ hiểu. Nó có gì nè, Kumon nè, rồi nó có figure gì nè, ice skating nè, rồi nó có half pipe nè. Half pipe đó là cái pipe đó là cái ống phải không, mà nó có phân nửa cái ống thôi. Tụi nó trượt từ bên này vòng qua giống như là hình bán nguyệt gì đó. Okay. Cái đó gọi là half half pipe. Rồi nhiều môn lắm. Trượt nước nó có nhiều cái trượt nước. Các anh chị nói tiếng Anh đó, cái game gì nói tiếng Anh thì tiếng mình biết nó ra sao, chứ còn nói tiếng Việt nhiều khi tiếng mình không có hiểu. Như nhảy cầu, tiếng mình không biết nhảy cầu là môn gì. Các anh chị coi thử coi tiếng Anh nó là môn gì là tiếng mình biết liền á. Springboard hả? Springboard. Cái đó một người thôi hả? Một người thôi hả? Một người thôi phải không? Cái game đó là một người thôi phải không? Nó có lộn không hả? Nó có lộn không? Nhảy rồi nó có lộn không hả? Có hả? Ok, để tối nay tụi mình coi coi cái môn nó là môn gì nha. Thì nhiều cái môn nó nhảy từ trên cao, nó trượt từ trên cao trượt xuống rồi nó lộ mấy vòng rồi nó mới xuống phải không? Nhảy và lộn trên không, đúng rồi, nhưng mà đâu có nhảy xuống nước phải không? Và có cái skateboard. Ok, có cái skateboard thì dĩ nhiên là đi trượt trượt tuyết là phải có cái skateboard. Gọi là khi nữa để tối nay chúng mình coi cái môn, để coi cái môn đó là môn gì rồi nói cho các anh chị nghe, hỏi các anh chị là nói chúng mình mới biết được. Ok, let's start. We live for live for 20 minutes, right? Okay, hôm nay mình sử dụng Skype nha. Các anh chị mở Skype ra đi. My nickname in Skype is Timmy7. You can see it in the banner. Cái nickname của Timmy ở trong Skype đó là Timmy7 đó. Ở trên banner các anh chị thấy á. Okay. Nay mình sẽ sử dụng Skype là tại vì hôm nay cho các anh chị nói thả cửa luôn. Thế. Okay. Oh my, I have to. Sao mỗi lần ấy phải đánh password vậy? Ok. Rồi, chỉ mình mở Skype rồi. Ok, let's start. Bắt đầu học nha. Okay, I'm going to play the audio.
And you're going to listen and tell me if you understand or not. Let me cho các anh chị nghe thử, okay, một cái đoạn cái bài audio mà chị mi thâu á, anh chị nghe thử có hiểu hay không nha, okay, nghe từng câu, nghe từng câu. Ví dụ nói lesson one, nếu hiểu, bring the one. No, don't call me now, please. Don't call me now, please. Okay, chưa mà, không được. Chừng nào chị mi cho các anh chị nói thì các anh chị sẽ gọi vô, okay. Còn tí mi chưa cho các anh chị nói thì các anh chị không được gọi vô, okay. When you are in my room, you have to follow my rule, okay. Ba tí mi nói gì đó. As long as you stay in my house, you have to follow my rule. Phải không? Không hiểu hả? Không hiểu hả? Nghĩa là khi mà các anh chị ở trong room của tiểu mi thì các anh chị phải theo luật của tiểu mi, okay? Yes. Đồng ý không nè? Chịu không nè? Rồi bây giờ nghe nè. Okay, let's start over. Các anh chị sẽ nghe từng câu một. Nếu mà hiểu đó thì đánh số 1. Cái con chuột. Đánh số 1. Nếu hiểu phân nửa hay hiểu một phần á thì đánh số 5. Thế. Nếu không hiểu gì hết trơn á thì đánh số 0. You got it? If you understand the whole sentence, bring the 1. If just understand half of it or part of it, bring the 5. And then if you don't understand, I'm sorry, if you don't understand at all, bring the 0, okay? Chỉ đánh số thôi nha, không được đánh chữ nha. Rồi chưa? Are you ready? Action. Get set. Go. Nghe không? Hình như nghe nhỏ phải không? Nghe không? Nhỏ quá hả? Okay, let's see. That's the best I can do. Let me check in PowerTalk. Okay, we are PowerTalk. Xíu nha. What's wrong right here? Okay, part of right here. Chết rồi, lúc thâu, thâu nhỏ rồi. Đợi tí xíu nha. Okay, file, set of privacy. And audio set up. Chết rồi, thâu nhỏ rồi. Okay, let's start one more time. Let me vẽ. Ok, nghe một lần nữa nha. Nghe một lần nữa nha. Ready? Get set. Go. Sao đánh số 0 không vậy ta? Don't call me, please. Tell me a little about yourself. Chết rồi, thâu nhỏ rồi. Không nghe hả? I don't know. Có cần check bên cái Skype không ta? Okay, let me close Skype. I mean the Skype first, okay? Okay, it's better, huh? Sai Audi. Tại sao nghe nhỏ vậy ta? I don't know. Let's see. Right. I think we got a problem here. Quick sky. Quick.
hết. Job interview. Job interview. Job interview. Nghe không? Nghe không? Hả? Quýnh cái chết nhà đường đem à. Đi mày. Muốn dê tử mi hạ đường. Hả? Cái gì mà giờ này mà tâm sự với nhau gì? Hả? Muốn rủ tử mi vô private room để tâm đặng dê tử mi hả? Quýnh cái chết bây giờ. Giờ này giờ học cũng lo học ở đó mà rủ nhau đi đi dê. Ok. Giờ này lo học đi, học trước rồi tính sau. Ok. Bốn cô nương học xong rồi bốn cô nương chạy mất tiêu. Cho leo cây luôn, cho leo cây luôn cho biết. Ok, các anh chị không nghe thiệt hả? Hả? Bây giờ nghe lời nè. Ok. Nghe lời nè. Ok. Ready. Nhỏ lắm hả? Tiểu mi nói thì lớn phải không? Tiểu mi nói thì lớn phải không? Mà các anh chị nghe thì nhỏ phải không? Nghe cái audio thì nhỏ phải không? Okay, try your best then. That's the best I can do so far. I check everything. And let's see. Đi check chỗ nào một lần nữa ta. Tại lúc mình thâu nó nhỏ đó. Cái bài này chúng mình sẽ thâu lại. Ok. Khâu cái bài này nửa tiếng đồng hồ mới xong á. Có còn chỗ nào nữa không ta? Yeah, I check everything. And the same light is microphone. Ready. 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 Wave stereo mix. Tại sao cái stereo mix right here? Mấy cái sonar này để cái mi disable nó cho rồi hết trơn đi. Disable. Để coi nó có help không. Ok. And where else? This one right here. Nó mà ấy lên thì nó hú. Ok, play back. Ok rồi, nghe một lần nữa nha. And this is the last time, okay? Ready? Get set, go. Job interview. Job interview. Job interview. Đánh số đi. Không hiểu, hiểu. Rồi. Tiếp tục nha, nghe thử nha. Tell me a little about yourself. Tell me a little about yourself. Tell me a little about yourself. Bring me the some number please. Okay, tiếp tục nha. Một câu như vậy tụi mình thâu ba lần. Okay. I recall three times for each one. Mỗi câu như vậy tụi mình thâu ba lần. Thử coi các anh chị nghe hiểu hay không. Ok. What are your strengths? What are your strengths? What are your strengths? What are your weaknesses? What are your weaknesses? What are your weaknesses? Do you manage your time well? Do you manage your time well? Do you manage your time well? Do you work well under pressure? Do you work well under pressure? Do you work well under pressure? Why should I hire you? Why should I hire you? Why should I hire you? Tell me about your last three positions. Tell me about your last three positions. Tell me about your last three positions. Tell me about your last position. Tell me about your last position. Tell me about your last position. What could you have done to improve your relationship with a manager you didn't like?
What could you have done to improve your relationship with a manager you didn't like? What could you have done to improve your relationship with a manager you didn't like? Why do you want to leave your current job? Why do you want to leave your current job? Why do you want to leave your current job? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? If you're happy with your current job, why do you want to leave? If you're happy with your current job, why do you want to leave? If you're happy with your current job, why do you want to leave? What did you hear about us? What did you hear about us? What did you hear about us? What aspects of this job interest you the most? What aspects of this job interest you the most? What aspects of this job interest you the most? How long do you plan on staying at this company? How long do you plan on staying at this company? How long do you plan on staying at this company? What do you do when there's no work to do? What do you do when there's no work to do? What do you do when there's no work to do? What do you do when there are too many things to do? What do you do when there are too many things to do? What do you do when there are too many things to do? What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you have a problem with the direct? What do you do when you have a problem with the direct? What do you do when you have a problem with the direct? What do you do when you have a problem with your boss? What do you do when you have a problem with your boss? What do you do when you have a problem with your boss? What do you do when you have a problem with your job? What do you do when you have a problem with your job? What do you do when you have a problem with your job? What do you do when you have a problem with a coworker? What do you do when you have a problem with a coworker? What do you do when you have a problem with a coworker? Do you like to work by yourself or with others? Do you like to work by yourself or with others? How do you get along with your coworkers? How do you get along with your coworkers? How do you get along with your coworkers? How do you get along with your superiors? How do you get along with your superiors? How do you get along with your superiors? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Did you have any trouble finding this place? Did you have any trouble finding this place? Did you have any trouble finding this place? Will working on weekends be a problem? Will working on weekends be a problem? Will working on weekends be a problem? How do you feel about overtime? How do you feel about overtime? How do you feel about overtime? May I contact your current employer? May I contact your current employer? May I contact your current employer? May I contact your references? May I contact your references? May I contact... Job interview. Wait a minute, sorry. Okay, Tiến chỉ nghe thử cái này nha. So far là có người hiểu, có người không hiểu. Có người nghe lớn, có người nghe nhỏ. But it's okay. Let's see. Where is it? Basic. No, it's not this one. Yeah, it's right here. Okay, các anh chị nghe câu nghe cái này thử coi rõ không nha. Yourself. Can you hear it? Tell me a little about yourself.
Tell me a little about yourself. Vẫn thế hả? Vẫn nhỏ hả? Tại sao vậy ta? There's something wrong with my computer, with my volume system. Let's see. Chắc tại cái sau kho quá. Viết sau kho thì thôi á. Okay, let me check one more. What you hear? Everything okay, ma? So right here, cũng okay, ma. And this one right here. Okay, I think I got it. Okay, các anh chị nghe lời thử đó nha. Where is it? Các chị nghe lời thử nha. Job interview. Job interview. Cũng nhỏ phải không? Job interview. Smart. Tell me a little about yourself. Lớn rồi phải không? Tell me a little about yourself. Tell me a little about yourself. What are your strengths? Is it better? What are your strengths? What are your strengths? What are your weaknesses? What are your weaknesses? What are your weaknesses? Do you manage your time well? Do you manage your time well? Do you manage your time well? Do you work well under pressure? Do you work well under pressure? Do you work well under pressure? Is it better? Why should I hire you? Nghe chán hả? Why should I hire you? Why should I hire you? Tell me about your last three positions. Tell me about your last three positions. Tell me about your last three positions. Tell me about your last position. Tell me about your last position. Tell me about your last position. What could you have done to improve your relationship with the manager you didn't like? What could you have done to improve your relationship with the manager you didn't like? What could you have done to improve your relationship with the manager you didn't like? Why do you want to leave your current job? Okay, that's it. Okay, I'm sorry. I'm going to record back later, okay? Tạm thời thôi. So far, các anh chị nghe hiểu không? Đừng có nói về âm thanh. Các anh chị nghe hiểu không? Hiểu cái ông đó nói gì không? Hả? Hiểu không? Hiểu ít ít thôi phải không? Okay. That's what I want to tell you. Khi mà các anh chị thấy không, chỉ có khi nào mình đã học tiếng Anh biết chút đỉnh rồi đó, thì quả mai mình nghe mình cũng còn hiểu được chút đỉnh phải không? Chứ còn từ hồi nào tới giờ các anh chị chưa bao giờ nghe những cái câu như vậy thì không thể nào mà các anh chị hiểu được. Đồng ý không nào? Phải không? Có nghĩa là mình muốn nói được, bắt buộc mình phải bắt chước. Ok, bắt chước nghĩa là gì? Là mình phải thấy cái câu đó, mình phải nghe cái câu đó, rồi mình mới bắt chước mình nói được cái câu đó. Phải không các anh chị? Right. Còn các anh chị mà nghe được á, là tại vì các anh chị đã học, đã biết chút đỉnh rồi. Ok, đã biết chút đỉnh rồi. Còn nếu mà mình không có học gì hết trơn, mình chưa bao giờ mình thấy cái câu đó, mình chưa bao giờ mình nghe cái câu đó, thì không thể nào mà mình hiểu được. Mà nếu mình không hiểu được thì làm sao mình nói chuyện được, mình trả lời được, right? Ok, cái vấn đề là cái tựa, cái title là job interview. Job interview là gì? Là khi mà mình đi xin việc làm, họ sẽ phỏng vấn mình, họ sẽ hỏi những cái câu này, right? Mà chưa bao giờ các anh chị nghe cái câu này, chưa bao giờ thấy cái câu này thì các anh chị làm gì? Các anh chị fail, mất việc.
phải không các anh chị, đồng ý không nào? Right. And cái bài này, này đó là cái bài rất là đơn giản. Ví dụ như là mình xin việc những cái công việc mà bình thường thôi, không phải kỹ sư, bác sĩ hay là những công việc professional, những công việc bình thường thôi, thì nó hỏi những câu này. Nhất là các anh chị bên nước ngoài gặp rất là nhiều. Còn những công việc mà professional thì nó hỏi những câu khó về những cái điều này. Khi các chị học trong trường thì họ đã dạy rồi, nên Tiểu My không muốn, không có chia sẻ với các anh chị những cái vấn đề mà nó khó khăn. Và hầu hết người Việt Nam của mình qua Mỹ đó, hay khi mà họ lớn tuổi rồi đó, họ sồn sồn hay họ trung niên đồ này kia, họ không có giờ đi học tiếng Anh, tại vì họ phải đi làm liền đặng nuôi gia đình. Thành ra nhiều khi họ xin việc làm họ đâu có học đâu, họ xin việc làm không hiểu, vô phỏng vấn không hiểu, phải không? Thành ra cái bài này giúp cho đi xin việc làm á, đi xin việc làm những cái job bình thường thôi. Ok, đầu tiên đó là các anh chị tụi mình chỉ thử các anh chị coi cái vấn đề mà comprehension, cái vấn đề mà listening and understanding của các anh chị tới đâu thôi. Nếu mà các anh chị không hiểu không sao hết trơn, ok, tụi mình tha cho các anh chị đó. Nhưng mà sau khi học cái bài này mà ai mà không hiểu coi như rớt, ok, coi như đi lụm lon, ok, đồng ý không nào? Right. Ok, rồi. Chịu rồi phải không? Mà phải hứa phải không? Hả? Phải hứa phải không? Hứa là khi mà mình học bài này xong rồi mình đi interview sẽ đậu, ok? Ok, đây là mới là những câu hỏi thôi, ok? Mình phải nghe, mình hiểu những câu hỏi trước phải không? Rồi sau đó mình sẽ có cái bài học trả lời, ok? Với Tiểu My là nấu xong rồi nghiền nát rồi đút cho các anh chị ăn luôn. Nuốt cho các anh chị ăn luôn, mà cũng không ăn, không nuốt nổi nữa thì thôi đi nhảy lên giường ngủ luôn cho rồi đi, ok, móm luôn. Móm luôn, right. Ok, cái bài này là chỉ là bắt đầu mình sẽ học nghe và hiểu những câu hỏi, họ hỏi cái gì trước, right. Rồi còn cái phần trả lời thì tùy theo hoàn cảnh mỗi người, nhưng mà Tiểu My có một cái bài cho các anh chị, bài mẫu cho các anh chị biết cách trả lời làm sao, ok. Rồi mình cũng học luôn, mình học là mình bắt trước mà, phải không? Mình bắt trước nó luôn, right. Rồi bắt đầu một cái bài học. Phần đầu tiên là phần reading, và khi mà read thì phải hiểu, ok. Đầu tiên là mình sẽ học hai, mình sẽ làm hai cái phần này. Giờ mở Skype ra đi, ok. Let's để cho mình thấy nhỏ lên. Cái bài này có tất cả là, let's see how many sentences we have. Bài này có tất cả là 34 câu. I think I have two. Có cái bài, ok, I think this one right here. No, not this one. Question and answer. Oh, này là question and answer. Bài này sao? What we lay to. Yes, this right here. Bắt đầu nha các anh chị. Chúng mình sẽ đọc trước 3 lần. Nhớ nha, cái giờ này dành cho các anh chị nào mà còn yếu tiếng Anh đó, ok. Các anh chị ráng gọi vô và đọc và nói chuyện luôn, ok. Còn các anh chị nào giỏi giỏi nhường cho các anh chị nào yếu, ok. Job interview. Chị phải nghe và hiểu được câu này.
tell. Khi mà các anh chị nói cái âm L cuối cùng, nhớ cong cái lưỡi lên. Các anh chị mới đọc được cái ending sau là L, tell. Thế cong lưỡi lên. Nếu mà các anh chị không đọc được đó thì đọc lớn là cũng được, tell. Khi mà các anh chị đọc chữ L thì bắt buộc cái lưỡi của các anh chị phải cong lên. Đồng ý không nào? Tell me a little. Little. Mỹ họ đọc là little, họ không đọc là little, không phải là little mà là little. About your, cái âm o sau cùng phải kéo dài, your đó, your chứ không phải do nha các anh chị. Yourself, cái âm f á, self. Anh chị lấy cái răng trên cắn cái môi dưới, đánh cái hơi ra, self. Okay, self. Tell me a little about yourself. Tell me a little about yourself. Khi mà các anh chị gọi vô Skype, các anh chị đọc đó, phải đọc từng chữ chậm rãi như vậy, không có được đọc nhanh. Okay. Để làm chi? Tại vì các anh chị đọc từng chữ, các anh chị mới biết là các anh chị đọc sai chỗ nào. Khi mà mình đọc nhanh, các anh chị biết nhiều khi mình đọc chậm nó khó hơn mình đọc nhanh đó. Đọc nhanh có thể mình nuốt cái âm đó được, nhưng mà mình tập đọc chậm đặng cho mình cái đọc của mình nó đúng, okay? Nó đúng trước đã, rồi sau đó mình đọc nhanh, mình muốn nuốt âm sau đó nuốt, nhưng mà ít nhất mình biết cái cách đọc từ một chữ nó ra làm sao như vậy. Thế đánh nhau hả? Đánh nhau với tụi mi nè, đánh lộn không hả? Giờ học mà đánh lộn gì hả? Muốn đi chết bây giờ á. Thế dạ luôn, phải có trật tự chút xíu. Ok, có trật tự chút xíu. Cái gì đó lớp trưởng, trưởng lớp gì đó. À, chán cục nợ thì thôi đi. Bắt đầu lại nè. Okay. Tell me a little about yourself. Mỗi lần mình đọc 3 câu nha các anh chị. Câu thứ hai. What? Khi mà các anh chị đọc chậm, các anh chị ráng đọc cái ending sau dùm tiếng Mỹ đi please. Nhiều khi mình đọc nhanh thì mình nuốt được, nhưng mà đọc chậm thì phải còn nghe rõ ràng. Water. Nhớ nha, khi mà các anh chị muốn phát âm được cái âm cuối á, nếu mà mình chưa có quen á, mình cứ phát âm lớn ra ngoài, water. Okay. Mình cứ nói như vậy đi. Tại làm sao? Là tại vì nó sẽ có hai âm, nó sẽ có hai âm tiết. Khi mà mình đọc nhiều lần á, thì cái miệng mình nó có cái khuynh hướng lặp lại mà không cần suy nghĩ. Mình đọc là water, 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 water. Khi mình đọc 10, 5, 10 lần như vậy rồi đó, thì lần cuối cùng á, mình không cần suy nghĩ, nó cũng đọc cái chữ thờ cho mình. Cái miệng mình nó lặp lại liền như vậy. Và khi mà đọc 5, 10 lần rồi thì mình chỉ đánh cái âm cuối cùng nhanh và nhỏ là thôi. What? Okay, what? Right? Water, 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 what, 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 what? Các anh chị thấy rõ ràng không? Thấy không? Or. Cái chữ or, thường thường cái âm y mình không có đọc. Okay. Thành ra cái âm cuối của nó là âm or. Or đó. Okay. Là mình kéo dài chút xíu, or. Okay. Chứ không phải là r nha, không phải r. Or. Thấy không? Or. What or your, cũng là âm or phía sau phải không các anh chị? Your. Thấy không? Your. Phải không? Your. Thành ra nếu mà các anh chị đọc như vậy thì nó có cái, chứ không phải là do
Ê, mà là your. Các chị nghe rõ không? Your and strength. Strength. Okay? Strength. Strength. Okay? Cái kia là or, còn cái này là or. Một cái là tròn miệng, một cái là hơi hơi một cái nó có âm o nhiều hơn, âm o nhiều hơn, còn cái kia nó có âm e nhiều hơn. Or, or. You see the difference? Or, or. Only you. Or, or, right? And that or. What are your strengths? Câu thứ nhất, tell me a little about yourself. Nghĩa là gì các anh chị? Hãy nói với tôi chút đỉnh về bạn đi. Điều nó không có hỏi mình từng câu. What's your name? How long have you been working at the last work? I mean last position. Các anh chị, nó không có hỏi từng câu mà tự động mình phải trả lời. I mean tự động mình phải nói về mình chút đỉnh. Đó là câu thứ nhất. Tell me a little about yourself. Câu thứ hai, what are your strengths? Nghĩa là cái điểm mạnh của bạn. Câu này dịch sao các anh chị? Cái ưu điểm. Very good. That's what I'm looking for. Let me give you bài. Cái này có nghĩa là cái ưu điểm của mình là gì đó. Mình có cái gì tốt, mình làm cái gì tốt. Đó là cái ưu điểm của mình là gì. Okay. Ưu điểm của bạn là gì? Ok, câu kế nha. Mỗi lần vậy mình đọc 3 câu. Okay. Ưu điểm, dịch là ưu điểm nó đúng hơn. What are your weaknesses? Weaknesses. What are your weaknesses? Cái yếu điểm của bạn là gì? Hay là cái nhược điểm? Dạ, cái nhược điểm của bạn là gì? Chúng mình ghi trong bài mới được. Nhược điểm. Okay. Nhược điểm của bạn là gì? Ưu điểm của bạn là gì? Các anh chị biết trả lời không? Tell me about yourself. Bây giờ mình chỉ học để biết hiểu trước đi đã. Còn cách trả lời thì sau đó tính sau. Ok. Sau đó tính sau. Vấn đề đầu tiên là mình phải nghe và hiểu trước, rồi mình mới biết trả lời, phải không các anh chị? Ok rồi. Ba câu. Let me repost this. Các anh chị nhớ post phụ với tụi mình nha. Ok, let's see. And the last one. Ok, mình có ba câu. Tell. Ok, one more time. Tell me about yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? Okay, now you can call me in Skype and read it. Giờ các anh chị gọi vô Skype cho Timmy đi. Một lần vậy đó là, let's see how many people. Một lần vậy là let's see, 5 người đi. Ok. Oh, sorry. Chúng mình mở lại cái Skype mới được. Hèn chi ngồi im ru. Chứ không thôi là bó đó mình giữ dội rồi. Nó 10 nó nhiều quá. Mình có đến ba mấy câu. Where is my Skype? It's right here.
sweet. Rồi, I'm in now. Thế bây giờ Nam anh chị gọi vô nha. Các anh chị muốn gọi vô, các anh chị phải giơ tay. Để mình chị accept những cái bàn tay thôi, ok? Hello is the first one. Phạm Dương is the second okay. one. Wait a minute. Thịnh Nguyễn is the next one. And Farmer is the fourth one. And then this one more, please. And set number one. Okay, and that's enough. That's enough. I have five people already with me in Skype. Right, the first one will be hello. Okay. Okay, wait. Can people post by nha, please? Now be a little about yourself. It's your first. What? R, chứ không phải A, không phải là A mà là R. R. Yeah, R. What? R. Yes. Chance. Strength. Có âm S ở phía trước, strength. Strength. Yeah, âm S phía trước, âm S phía sau, strength. 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 That's right. What? Yeah, what? Your weak place. Yeah, what? Okay. Weakness. Weak là giống như là weekend vậy đó. Weak là tuần lễ đó. Weak. Weaknesses. Yeah, weaknesses. Okay. Weaknesses. Weak giống cái chữ cái weak đó đục đọc cũng giống như là weak vậy đó. Còn bị còn bị echo nhiều không các anh chị? Vẫn có hơi echo quá. Ok, tại vì it's too loud, that's why. Em đọc lại câu hát. Yes. Tell me a little about yourself. Good. What are your chances? Không có âm S phía trước, phải có âm S phía trước. Strength. Strength. Yeah, strength. What strength are your weaknesses? Weak. Đọc nó hơi dở. Yeah, weak chứ không phải là weak nha. Weak, không có âm S. Weaker. Weak. Weak. Yeah, weaknesses. That's right. Yeah, weaknesses. Weaknesses. Right. Okay, one more time, please. Bạn tiếp theo ạ, hay thế nào không? Đọc một lần nữa. Alright, one more time. Yeah, start over. Tell me a little about yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? Very good. Chứ phải R. Yeah, R. R. R đầu tiên phải không cô? Yeah. Không phải là R. Cái này là R. Okay, cái này tell là R. Tell me a little later. Tell me a little. Okay, wait. Who's that? Wait, who's that? Who's speaking? Who's saying? Okay, hello? Hello? Dạ, hello. Em vừa nói rồi ạ. Okay. Rồi em là... You have to wait. Yeah, that's it. That's good enough. And thank you very much, Hạ Long. Cảm ơn cô ạ. When you finish reading, please release your mic or off the Skype for me, please. Okay. Thank you very much. Khi các anh chị đọc xong, các anh chị off the Skype đi, okay? Okay. Okay. Next one will be Thịnh Nguyễn. Thịnh Nguyễn, are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, could you read this, please? Okay, tell me a little about yourself.
Angry Tiger, you have to wait for your turn. I mean, for your next turn, okay? For the next turn, okay? Okay, go on, please. Yung, go on. Tiếp tục, tiếp tục. Ồn quá, ồn quá. Ồn quá. Vâng, ồn quá vừa. Farmer. Yes. You're reading, right? You're reading, right? Yes, I am. Okay, go on, please. Continue to read this. Tell me a little. Little. About. Little. Little. No, không phải, no, không phải little, không phải little. 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 Yeah, little. Little. Yeah, little. 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 Yeah, little. About yourself. 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 Okay, không phải yourself nha, mà yourself. Oh my. Oh, what? What? Không phải a. Your. Không phải a. Or. Or. Are. Uh-huh. What are? What are your strengths? Strengths. Strength. Oh. Okay. What are your? Không phải are. Không phải are mà là are. Are your weaknesses? Nesses. Nesses. Yeah, Nessus. Okay, one more time, please. Tell me a little about yourself. What R. Yeah, chứ phải là A nha, không phải là A, là R. Yeah. Your. What? Right. Yeah, weak. Các anh chị đọc y chang như chữ này nè, okay? Okay. Weakness. Yeah. Tại sao không ring ra được? Đọc y chang như chữ này nè, weak. Okay, weak. Yeah, weaker đó. Weak. Weaknesses. Weaknesses. That's right. Yeah, read them now. Okay, last one. Last time, please. Tell me a leader. Leader. Không phải leader, mà là little. Leader. 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 Không phải leader, không phải cái này là thờ, mà là đồ. Leader. 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 Không phải leader. 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 Giống như chữ leader. Đồ, giống như chữ đồ mà mình đọc nhẹ lại. Leader. Leader. About yourself. What are what? Your what? What? Yeah, what? Are your strength? What? What are your weaknesses. Yeah, weaknesses. Weaknesses. Yeah. Đọc chậm nó khó hơn đọc nhanh đó các anh chị. Nhưng mà các anh chị phải tập như vậy, phải mình phải đọc chậm từng chữ cho nó đúng trước, và later on mình muốn run sao đó run. Okay. Okay, I think that's good enough and thank you very much. Không biết tại sao cái microphone bên Việt Nam của các anh chị nó ồn phải không? Đâu phải cái của Tiểu My đâu, phải không? Tiểu My đâu có bị ồ đâu, phải không? Okay, and that's it. And thank you very much. Okay, next one will be... okay, you done Mr. Farmer. And next one will be... oh my God. Yeah. Tại cái environment. Farmer.
I have to do some action. Okay, thank you, farmer. I'm sorry, I have to remove you. Are you? Không biết ai ồn, nó không biết nữa. Okay, next one will be Phạm Dương Trường. Phạm Dương Trường. Okay, and I'll go. Okay, vâng. Yeah, your turn now. Vâng. You read this. Yes. Vâng. Em đọc nhé cô. Yes. Tell me a little. I'm seeing I keep everyone out. Right? Tiểu My kick các anh chị hết trơn rồi phải không? Có phải không nữa? Hello? Yeah, I'm sorry. Tiểu My không có sử dụng Skype good đâu. Okay, could you call me back? Sat number one. And who else? Phạm Dương Trường gì đó. Phạm Dương Trường. And the last one will be Thiện Nguyễn. Thiện Nguyễn. Okay, can chị gọi trở vô, trở lại cho Timmy đi, please. Yeah, Phạm Dương Trường. Yeah. Right. Em xin lỗi rồi. Em lại bị kích ra rồi. I'm sorry. Em đọc nha cô nhé. Yes. Tell me a little about yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? Okay. Right, one more time, please. Tell me a little about yourself. Hey, good. What are your strengths? What are your weaknesses? Okay, that's pretty good, and thank you very much. Thank you. Bye, go ahead. Yeah, you read so good, so then nothing I can correct you. Okay, thank you. And next one will be Thịnh Nguyễn. Okay, I'm here. Khi các anh chị đọc xong, các anh chị release cái mic đi. Nghĩa là off cái Skype, please. Okay, Thịnh Nguyễn, could you read this, please? Tell me a little about yourself. About. Uh-huh. Yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? What? Uh-huh. Are your weaknesses? Weak. Nó hơi weak. Cứng cái miệng giờ weak. Chứ không phải weak. Là weak nha, không có âm S ở trong đó. Weak. Yeah, weaknesses. Weaknesses. Right. One more time, please. Okay. Tell me a little about yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? Weaknesses. Okay, các anh chị, nó rõ. Thí dụ như là mình có cái chữ gì? Cái chữ này là place, phải không? Place. Cái âm cuối cùng là âm S, phải không các anh chị? Phải không? CE là âm S. Nên là nếu mà mình thêm chữ S một lần nữa, right? Phải không? Ồ quá.
chị mà dừng hấp biết không? Thì Timmy sẽ kích cái chị luôn. Thế sorry. Đấy, ôm quá đi mất. Thế nghe nè, thế nghe nè. Đừng dạy cô. Yeah, sorry, sorry Thịnh Nguyễn nha. Tại tại ôm mà không nghe gì hết. Các anh chị coi cái này. Okay. Look at this one. Đây là chữ place. Phải không? Có cái âm S phía sau phải không? Place. C-E là âm S. Okay. Place. Khi mà mình thêm một cái S nữa. Okay. We add another S. At the end. Then we have to say places. Không lẽ mình đọc là place. Không lẽ mình đọc hai lần chữ S phải không các anh chị? Mình không thể nào đọc hai lần chữ S được hết trơn. Mình không đọc là place. Right? Thành ra mình phải đọc thêm một cái âm khác ở phía sau. Places. Thì the same thing. Weakness. Phải không? Weakness. Âm S. Phải không? Weakness. Rồi thêm một cái S ở phía sau nữa. Right? So mình sẽ đọc là weaknesses. Okay. Đây cũng là một cái luật phát âm. Anh chị nhớ điều này nha. Right? Rồi bây giờ Thịnh Nguyễn, Thịnh Nguyễn, Thịnh Nguyễn còn không? Không biết sao tiểu mày chỉ có có release Thịnh Nguyễn rồi cái set number 1 cũng bị release luôn. Mất rồi hả? Ok, Thịnh Nguyễn gọi vô lại cho tiểu mày với lại Timmy không có thích. Còn set number 1 hả? Set number 1 hả? Ok, so set number 1. Could you read this please? Hay là gọi lại cho Timmy đi. Yeah, Thịnh Nguyễn here. Ok, Thịnh Nguyễn chưa đọc được cái âm, cái chữ witnesses. Thấy không, Thịnh Nguyễn ồn quá à? Em ồn. Yes. Rồi, Thịnh Nguyễn học đọc lại lần nữa nha. Vâng. Tell me a little about yourself. Good. What are your strengths? Good. What are your weaknesses? Very good. And that's good enough. And thank you very much, Thịnh Nguyễn. Dạ, em cảm ơn cô. Yeah. Wow. Bây giờ người cuối cùng, last one is set number 1. Could you read this please? Yes. Oh, you okay. I'm sorry. Tell. Go on please. Okay. Tell me a little about yourself. Little, có chữ, có âm T ở trong đó, little. Không phải là li nha, không phải là li mà là little. Little. That's right. Go on, please. Tell me a little about yourself. Very good. Next one. What are your strength. 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 Right? Strength. Right. What are your weaknesses? Very good. One more time, please. Từ đầu luôn nè. Yes. Start over. Tell me a little about yourself. Yeah. What are your strengths? Good. What are your weaknesses? Very good. R. K-R.
Yeah. À, mình không có đọc rõ là are nha, mà là are. Very good. Yeah. You pronounce so good. And thank you very much. Yes. Thank you. Okay. This is for the first three sentences, right? And now we move next one. Move to next one. Ba câu kế nha các anh chị. Do you manage? Đây là cái luật, một cái luật phát âm nữa rất là hay. Các anh chị thấy cái phụ âm đứng chính giữa hai cái nguyên âm. And, right? Stand between two vowels A and A. And the same happened to G, right? G cũng là phụ âm đứng chính giữa hai nguyên âm. Okay? Thành ra đây mình sẽ share cái phụ âm đó cho cái âm phía trước, share cái phụ âm đó cho cái âm phía sau luôn. Có nghĩa là mình sẽ đọc hai lần cái chữ N and hai lần cái chữ G. Thấy không? Thành ra mình sẽ đọc là man. Okay? Niche. Okay, manager. Okay, manager. Cái âm G ở phía sau, âm J ở phía sau. Okay, do you manage? Cái âm cuối cùng đó, thường thường mình phát âm nhỏ thôi, không cần đọc rõ ra nha các anh chị. Okay, manage your time. Cái chữ này có nhiều người đọc không được. Cái chữ time, ban đầu các anh chị đọc chữ thai trước rồi các anh chị mới kéo qua cái âm em. Time chứ không phải là time time nha các anh chị, không phải là time time mà là time. Okay, next one. Do you work? Cái chữ work các anh chị chu cái miệng ra. Okay, chu cái miệng ra. Chu giống như hút thuốc vậy đó, rồi mình đánh cái âm K ra. Work. Chu miệng giống như hút thuốc đó, rồi đánh cái âm K ra. Work. Worker đó. Nhớ nha, phải đọc có cái ending sau. Work. Well. Một lần nữa âm L phải cong lưỡi lên. Well. Under. Không phải under nha các anh chị, mà là under. Có âm R phía sau. Under. Pressure. Pressure. Cái âm S này đó đọc giống như cái âm SSH. Okay. Pressure. Why should, right? Should I hire? Có âm R phía sau, không phải là hire you nha, mà là hire you. Okay, hire you đó, hire you. Cái chữ you đó, you, à, đọc giống như cái âm D của người nam. Các anh chị người Bắc phải cẩn thận, có nhiều người cứ đọc là Zuzu, không phải là Zuzu, mà là you. Mà đọc theo chữ D của người nam mà đọc điệu điệu chút xíu, you. Okay, you. Okay. Yeah, you. Khá như vậy. Okay. Sát người Bắc. Sát như sao sự ghét. Okay, one more time now. Do you manage your time well? Well. Cong lưỡi lên. Do you work well under pressure? Why should I hire you? One more time. Do you manage your time well? Do you work? Có âm K nha, work. Well, có âm L, well, phải không? Well, under pressure. Why should I hire you? Okay, now I need five people. Call me in Skype, please. First come, first serve.
first shirt. Ai gọi trước, đọc trước. Năm người. Please. Đang còn tập đọc hả? Chị gọi vô đi. Dạ, ai mà giơ tay thì được quyền gọi trước. Ai giơ tay thì được quyền gọi. Các anh chị mà không giơ tay thì đừng gọi vô nha. Please. Your turn is you the first one. Second one. Wait a minute, can chị nào okay, can chị nào chưa đọc thì chúng mình sẽ sẽ ưu tiên cho can chị đó trước nha. Còn can chị đang đọc rồi phải nhường thế. I got Vũ Trần nè, I got Nam Nam Đặng nè, I got Phạm Dương Trường rồi. Yeah, when you call me on Skype, please mute the pop talk. Mute pop talk. Okay, Vũ Trần, you're the first one. Yeah, who did this? Do you manage your time well? No. Wait. Vũ Trần, wait. You have to read one by one slowly. Okay? Đọc từng chữ chậm rãi. And cái chữ này là... Cái này là... Wait. Cái chữ ồn quá. Man. Okay? Đọc là manage. Manage. Chứ phải là manage. Okay? Manage. Manage. That's right. Go on. Yeah, go on, please. Do you manage? Không phải you, không phải you rõ nha. You, đọc nó. You, chứ phải là you nha. You. You. Right. Do you manage your time well? Good. Why should I hire you? Do you work well under pressure? Why should? Không phải suốt nha. Wait, chữ SH. Phải cong lưỡi. Why should? Không có đọc được thành chữ X nha. Không phải là chữ X mà nó là S and H. Should. Phải cong lưỡi should. Nó khác với lại suốt. Không phải suốt mà là should. Should. That's right. Cong lưỡi nha. Should. Should. Why should I hire you? Yeah, hire. Hire you. Hire you. One more time, please. One more time. Quản lý là gì? Oh, okay. Manage. Manage. Right. Cái tuổi đó là age. Rồi mình nói cái chữ N qua là age. Right. Manage. Manage. Yeah, manage. Rồi có cái âm J cuối cùng nữa. Okay. Manage. Yeah, manage. Go on, please. Do you manage your time well? Good. Do you work well under pressure? Why should I hire you? Hire. You? Có cái âm o nữa. You? Không phải hire mà là hire. Hire you. Yeah, hire you. Okay, I think that's good enough. And thank you very much, Vũ Trần. Thank you very much for being here.
You're very welcome. Okay, next one will be set number one. Set number one, could you read this, Adele? Yes. Yes. Do you manage your time? Well. Các anh chị ôm như cái chợ luôn. Ok, đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Ok. This is the classroom, it's not the market. Ok. Anh các anh chị có tập đọc á thì giờ sau đó thì đọc nhỏ nhỏ thôi. Chị còn đọc lớn hơn là cái người đang action á. Tại môi trường sát khóc rồi kìa. Okay, Sat, could you start over, please? Yeah. Do you manage your time well? Go on, please. Go on. Tiếp tục. Do you work well under pressure? Very good. Why should I hire you? Cái chị không đọc thành chữ suit nha, không phải là suit. Không phải là chữ sure. X nha. Không phải chữ X nha. Không phải là suit mà là should. Cong lưỡi mới được. Should. Yeah, should. Okay. Should. Right. Okay, one more time, please. One more time. Do you manage your... Wait. Men, chứ không phải là men. Không phải là men. Cái này là men. Okay, hơi kéo dài. Còn cái này là men. Cái này là men, and cái này là men. And sát đọc giống như là manage. Không phải là manage, mà là manage. Okay, manage. That's right. Go on, please. Do you manage your time well? Do you work well under pressure? Very good. Sir. Why should I hire you? Yeah, cái chữ should, yeah, phải cong lưỡi. Anyway, that's good enough. Yeah, that's right. Okay, that's good enough, and thank you very much, set number one. Yeah. And next one will be cửa đóng gì đó. Cửa đóng hả? Cửa đóng hay cửa đóng gì đó? Okay. Cửa đóng. Now your turn to read this. Yes. It's your turn to read this. Do you manage your time well? Do you work well under pressure? Why could I hire you? Very good. One more time, please. Yes, one more time. Do you manage. Manage your time well. Do you work well under pressure? Why could I hire you? Yeah, hire you. Hire you. Hire you. Yeah, hire you. Okay, that's good, and yes. Thank you very much. And next yes, one will you. Be yes. Hạ Long. Next one will be Hạ Long. Yes. Hello. Do you manage. Có cái âm chê phía sau manage. Manage. Yeah, không có đọc manage. Rồi. Yeah. Manage. Uh-huh. Your manage time. Your chứ không phải your nha. Your. Right. Your time.
không phải thêm, well. Không phải thêm, mà là thai trước rồi kéo qua âm em. Time. Yeah, time. Time. Yeah, time. Well. 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 À, không cong lưỡi là tụi mi biết liền á. Okay. Mặc dù không thấy cái lưỡi chứ tụi mi biết liền á. Well. Okay. Well. That's right. Do you work well under pressure? Why? Wait, I'm not finished yet. À, đọc giống như chữ này vậy nè. Ok, đọc giống như chữ này nè. Higher. Chứ không phải here nha, không phải here. Higher. Yeah, phát âm tiếng Việt. Higher. Wow. L-Y, huh? Yeah, one more time, please. Do you manager? Gì manager trong đó? Ok, manage là động từ. Manager là danh từ. Ok. Manage. Không phải manager. Manage. Này là age. Manage. Cái này là đọc là age. Manage. Đấy, manage. Manage. Yeah, manage. Mình đánh cái manage. Âm J ra thôi. Manage. Your manage. Time. Không phải time. Không phải time mà là time. Okay. Time. Yeah, rồi kéo qua âm M. Time. Time. Uh-huh. Well. Do you work well under pressure. Uh-huh. Why should I here? Nữa. Here. Không phải here. Higher. Thấy cái tiếng Việt, tiếng Mỹ phát âm tiếng Việt đó. Higher. Higher. Rồi chứ không phải here nha. Đọc chữ đó 10 lần đi. Đọc chữ đó 10 lần đi. Đọc liền tại chỗ. Higher. Các anh chị thấy không? Khi mà mình đọc higher. Rồi here. Lần thứ 11 mình không thể nào đọc được, đọc thành chữ here được hết. Đó không? Đó không? Đâu ai đọc là higher, here. Đồng ý không nào? Yeah, đây là cái cách mà để các anh chị sửa lại, correct lại. Nghĩa là khi mình đọc cái chữ nào sai, rồi mình sửa là mình đọc đúng, mình phải đọc cái chữ đó ít nhất là 20 lần. Ở trong này tiếng Anh bắt các anh chị đọc 10 lần tại sợ mất giờ, biết không? Chứ còn còn nếu mà các anh chị tập ở ngoài, các anh chị phải đọc ít nhất là 20 lần, 100 lần càng tốt, thì mình sẽ nhớ tới già. Đó là cách tiểu mi học phát âm đó các anh chị, chứ tiểu mi không biết luật gì hết trơn á. Không biết long ai sọ ai gì hết trơn á. Đây là cái cách mà các anh chị chỉ cần đọc một lần như vậy, học một lần là các anh chị nhớ hoài luôn. Okay. Yeah. Rồi, and that's it. And thank you very much. Nhớ nhờ, higher. Here. Không đọc 22 rồi here sao được, right? Okay, and next and last one will be Phạm Dương Trường. Phạm Dương Trường. Okay. Vâng. Yeah. Chào cô. Okay, your turn now.
Yeah, you can post your question in the text area and I will answer you if I have time. I don't get it. Yeah, Nabdi, please. But do you manage your time well? Do you work well under pressure? Chứ không phải pressure nha. Pressure. Pressure. Right. Pressure. Why should I hire? Hire. You. Yeah, hire. Hire. Okay. You. Yes, please. Do you manage your time well? Do you work well under pressure? Yeah, good. Why should okay, I suit? Okay, hire? Should. Should. Right. Cong, cong môi hay cong lưỡi vậy cô? Cong môi. Cong lưỡi, cong lưỡi. Hình như cong, khi mình cong lưỡi thì cái môi mình cũng cong luôn thì phải. Should. Cong lưỡi khó lắm rồi, em như cong môi thì mình cũng cong lưỡi. No, no, phải cong lưỡi chứ phải cong môi. Nhiều khi mình cong môi mà không cong lưỡi, mà nhiều khi mình cong lưỡi phải cong môi. Okay. Should. 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 Right. I hire you. Có lỗi chỗ nào không cô? Yes. Nhớ chữ should nha, chứ không phải chữ suit nha. Chữ should. Em nghe nó mang mãn giống nhau tất nhiên. Không sao phân biệt được. Should, should, should. Đâu có giống nhau được. Giống mà nghe giống mà. No. Should. Cô yeah. Đọc hai chữ khác nhau cho em nghe còn sao? Nè, hai chữ khác nhau nè, should. Okay, should. Còn kia là should. You have to listen should. To me, okay? You have to listen, please. Should. Nghe nè, should. Vâng. And should. You see the difference? Should. Should. And should. And should. That's right. Rồi sao không cong môi. Should. And should. Lango. Yeah, that's right. Should. And should. Đúng không cô? Yeah, đúng rồi. Thank you very much. You said, yeah. Wow. Thank you so much. Bye. Okay, and I think that's it, right? Everyone read, right? Okay, trong giờ học đó các anh chị có thể hỏi những câu hỏi, các anh chị nên hỏi những câu hỏi trong cái đề tài mình đang học. Còn nếu mà không ngoài cái đề tài đó thì các anh chị hỏi sau giờ đi please. And khi mà cái câu của gì đó hỏi đó phải đặt thành câu mới được, okay? Để nó ở trong câu mới được. Đặng Văn Nam hả? You in Skype with me too? I didn't see your nick in Skype with me. That's why I didn't call you. Đặng Văn Nam có hả? Vậy Đặng Văn Nam là cửa đóng đó hả? Phải không? Phải không? Tiếng My sao tiếng My không thấy? Cái Skype của tiếng My thì kỳ thì thôi. Ok, nếu mà Đặng Văn Nam là cửa đóng. Không phải hả? Đặng Nam Đặng hả? Tiếng My không thấy. À. Cái Skype tiếng My không rành đâu. So contact. Đâu thấy gì đâu. Anyway, nếu mà Đặng Văn Nam có với Tiểu My thì cứ đọc đi, ok, đọc đi. Cho nó đọc sao chứ đi. Cho nó đọc sao đi. Đặng Văn Nam có trong Skype với Tiểu My không? Đó, bây giờ mới thấy nè, mới gọi vô mà nói là đòi đọc. Bây giờ Đặng Văn Nam đọc đi, ok, đọc đi. And hurry, các anh chị mình còn nhiều câu lắm á. Đã mấy năm đọc đi lo.
hết hút gì? Đang hít hay hút gì vậy không biết? Dạ không có. Có mà, nghe rõ ràng mà. Anyway, đọc một chữ. Ok, go ahead, read it. Đang đọc hút câu sợ. Này luôn. Cô. Đọc Do you manage your time well? Do you work well under pressure? Why should I hire you? Không phải shoot tờ nha. Bạn phát âm thành chữ âm T ở phía sau thì mình nghe rõ hết trơn á nha. Should. Ok. Không phải shoot. Should. Should. And go on please. Rồi, té rồi. Phải không? Phải té rồi phải không? Thấy mất tiêu rồi. Ok, anyway. Các anh chị có thích tập đọc chậm chậm như vậy hay không? Hay là các anh chị muốn đọc nhanh đặng cho giấu cái sai của mình hả? Hả? Nó theo tiểu mình nghĩ cái giờ tập đọc mình nên tập đọc cho nó đúng trước, ok? Yeah, tiểu mình muốn các anh chị phải đọc chậm chậm, tại vì các anh chị đọc nhanh là các anh chị cheating, có nghĩa là nhiều khi mình đọc sai rồi mình làm bộ mình đọc nhanh qua cho con nhỏ đó, con nhỏ tiểu mình nó không nghe. Ok, no way. Ok, không được làm vậy. Ok, không được làm vậy. Right? Nên các anh chị phải đọc chậm, tại cái giờ này là giờ tập đọc. Thế, giờ tập đọc. Right? Nhỏ. Cái này, I said joking mà. Thế, các anh chị hiểu rồi phải không? Các anh chị phải đọc chậm cho mình biết cái chữ đó nó phát âm sao cho đầy đủ. Right? Chứ còn đọc nhanh, nhiều khi mình đọc nhanh mình không có, mình nuốt chữ là đó là chuyện thường, không có bắt lỗi, nhưng mà Tiểu My muốn các anh chị đọc được chữ nào phải đọc được cho chữ đó cho thật là đúng trước. Ok. Right. Ok, now next one. Các anh chị có thể đọc nhanh thêm một chút xíu nữa, nhưng mà với một điều kiện là Tiểu My phải nghe rõ mới được. Ví dụ như là mình nói đâu cái câu đó đã mất tiêu rồi. Do you work well under pressure? Cái đó là nhanh, nhưng mà các anh chị có nghe rõ từng chữ không? Nghe rõ phải không? Nhanh như vậy cũng được. Ok. Ok rồi. Bây giờ ba câu kể nha. Ba câu kể. Ráng làm nhanh nhanh cho hết cái bài này bữa nay nha các anh chị. And the last one. Okay, tell me about your last three. Cái chữ three đó, cái chị thấy âm th á, phải la lưỡi ra please. Okay, la lưỡi ra, thụt lưỡi vô mới đọc là three. Chứ không phải là tree, không phải là re nha, mà là three. Position. Okay, position. Cái âm where is it? I think this one right here. Cái position đó, đọc nó hơi khó, để cho mình phát âm ra cho các anh chị luôn. Position. Ok, nó phát âm như vậy. Nó là âm Z. Ok. Oh, sorry. Phát âm tiếng Việt là như vậy. Oh, không được vậy ta.
tiếng Việt là như gì? Bur. Ok. Chish. Ok. Rồi shun. Khi Kim Ly thiếu cái âm n ở phía sau, phát âm tiếng Việt là như vậy đó. Position, shin, cong lưỡi lên nha. Position, ok, position. Tell me about your last, có s có t, last. Position. What could you have? Cái chữ have đó mình không có đọc cái âm e ở phía sau, right? Thành ra mình đọc thành âm mình không có đọc cái âm e mà mình đọc thành âm v. Thành ra mình đọc là have. Cái âm v đó lấy cái răng trên cắn cái môi dưới rồi đánh cái âm v ra nó mới đúng, không phải là help. Mà không phải là half, mà là health, helper đó các anh chị, health. Okay, and what else? Done, đó, âm y không đọc, done. Có cái âm n ở cái lỗ mũi, các anh chị thấy lỗ mũi rung rung là đọc đúng, done. To improve, một lần nữa improve, cái âm v ở phía sau phải không, improve. Chứ không phải improve nha, improve your relationship. Ví dụ mình có một chữ mà nó có nhiều âm, gọi là multisyllable, thì mình nhắc nó ra, mình chia nó ra làm hai, relationship. Đọc như vậy nó dễ đọc hơn là mình nín thở mình đọc relationship. Ngoại trừ khi nào các anh chị giỏi rồi đó thì các anh chị đọc nhanh, còn khi mà mình chưa có quen những cái chữ mà nó có nhiều âm thì mình ngắt nó ra. Can write. Ví dụ như cái này. Congrats. Stop. Congratulation. Mình nhắc nó ra. Mình chưa có quen, mình không có nín thở mình đọc được, nhiều khi mình bị nuốt chữ là nó sai. À mà có mấy âm mình phải đọc rõ ra mấy âm. Congratulation. Cái như vậy. Trở lại relationship. Các anh chị thấy không? Relationship. Và cái lượt những cái chữ mà đứng trước cái chữ shen ở đây, ok, thì mình sẽ nhấn mình sẽ stress on that syllable. Thành ra mình sẽ nhấn cái chỗ chữ lay, cũng giống như là congratulation, relationship with. Chị anh chị thấy cái âm TH ở phía trước, cái âm TH ở phía sau, bắt buộc mình phải le lưỡi ra, mình đánh cái âm nó ra. With. Chứ không phải là with nha, không phải là with nha, mà là with. And a manager. Bây giờ mình mới đọc rõ là chữ chờ nè. A manager. Okay, one more time. Tell me about your last three position. Tell me about your last position. What could you have done to improve your relationship with a manager? Hơi nhanh rồi phải không các anh chị? Nhưng mà các anh chị cũng nghe rõ từng chữ phải không? Right? One more time. Last time. Tell me about your last three
position. Tell me about your last position. What could you have done to improve your relationship with a manager? Okay, now, em chào Hoa Hải, em mới vào, em các anh chị mới vào. And now, Tiếng Việt cần 5 anh chị gọi vào, please. Ai gọi trước thì sẽ đọc trước. Mà chứng ai giơ tay mới gọi vô nha các anh chị. Okay, farmer number one. First one. And I need four more, please. Nam Đăng. Second one. Phạm Như. Thiện Nguyễn. Huyền Bụi. Thế mi chỉ gọi những người nào mà chưa đọc gọi trước nha các anh chị. Các anh chị cứ gọi vô không sao, nhưng mà thế mi chọn 5 người mới, ok. Còn các anh chị cũ thì đợi, ok. Rồi còn ai nữa không? Ok. Ok, thế mi sẽ gọi coi ai mới nào. Mạnh Hùng. Ok, Mạnh Hùng, are you there? Mạnh Hùng sẽ đọc trước nha. Mạnh Hùng là người mới. Mạnh Hùng, could you read this? And remember, when you're up to the mic, you have to read two times. Okay, slowly, one by one. Yeah, Mạnh Hùng. Is it you? Quá đi mất. Quá đi. Em đọc với cô. Dạ, Mạnh Hùng phải không? Mạnh Hùng đọc đi. Theo. Không phải theo, không phải theo nha, mà là tell. Phải cong lưỡi lên, please. Dạ, tell. Các anh chị đọc sai là Tiểu My biết liền á. Ok, có cong lưỡi không Tiểu My biết liền á. Right, one more time, please. About your last three. Ai đang tập đọc theo á, đọc nhỏ nhỏ lại chứ đi. Mình là giai phụ mà mình muốn làm giai chánh luôn á. Đọc nhỏ các anh chị mà đang tập đọc, đọc nhỏ lại chút xíu, ok. Các anh chị chỉ là giai phụ thôi, ok. Cô bảo các bạn mute hết mic. Mute. Chứ phải là mute nha. Mute. Cười. Ok, đọc lại nha. Yeah, could you start over, please? Tell me about chữ truy đó chưa có le lưỡi, Tiểu My chưa thấy cái lưỡi nha. Okay. Đừng tưởng Tiểu My không thấy mà Tiểu My không biết nha. Phải le lưỡi, please. Three. Okay, go on, please. Yeah, được rồi. What could you have done? I think you're skipping something, right? Bỏ một câu rồi. Bỏ một câu số 8 rồi. Tell me about your last position. Tell about your last position. Cắn cái răng lại. Position. Đọc thành chữ Z á. Yeah, position. 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 Yeah. Go on, please. What would you have done
đơn improve. Yeah, đơn n phải xuống giọng mũi, đặng cái mũi nó run run đọc mới đúng. Đơn đơn. That's right. Improve. Improve. Improve cái âm V. Improve đó. Improve. Yeah, improve. 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 Yeah, improve. Improve the relationship. Relationship. Những cái âm stress on the lay. Relationship. Relationship. With manager. Manage. Okay, manager. Yeah. Manager. Yeah, manager. Okay, one more time, please. Tell me about your last Okay, cái âm L không có được đọc thành âm N nha, bữa sửa rồi. Last, chứ không phải là last. Okay, last. Last. Three là mình chết xuống. Yeah, le lưỡi rồi, three. Three. Almost. Tell me about your last position. No, position. 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 Yeah, position. What could? Could. Đừng có đọc nặng qua could. Không phải could mà là could. Đọc trải ra, đọc nhẹ nhẹ thôi. Could. Could. You have done. To improve your relationship with manager. Yeah. Relationship with a manager. Okay, I think that's good enough. And thank you very much. And next one will be let's see who's news with in the sky with me. Okay, next one will be farmer number one, please. Các chị đọc xong rồi release cái small talk, Skype to me đi, please. Okay, farmer number one, are you there? Tell me about your last three position. Tell me about your last position. What could you have done to improve your relationship with a manager? No, manager. Manager. Yeah, manager. 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 We start on the first manager. One. Yeah. Manager. Manager. Okay, one more time, please. Giống như đang hút cái gì vậy đó, đang hút ống hút cái gì không biết nữa. Em có làm gì đâu. Are you on drugs? Tell me about your last three position. Nhớ đọc chữ L, please. Last chứ không phải là last. Chứ mình nghe rõ hết trơn đó. Last. Nice. Không phải last, last. Nice. No. Okay, go on, please. Tell me about your position. What? Good. Không phải good. You. Không phải good mà là could. Could. Cái chữ C đó, các anh chị, cái âm C đó đọc gần giống như âm KH của tiếng Việt vậy đó. Giống như cái chữ này các anh chị đọc sao? Car, phải không? KH, phải không? Car. Thành ra cái này đọc là could. Okay. Could. Yeah, giống như âm KH vậy đó. Could. Right? Could. Yeah, could. Could.
you have done to improve your relationship. Manager. Những cái âm đầu, đọc bỏ dấu sắc vô chỗ đó, manager. Còn manager là nhấn cái âm thứ hai rồi, không phải nhấn âm hai mà nhấn âm đầu, manager. Okay. Almost. Đừng có để cao quá, manager. Đấy, manager. Okay, and that's it. Thank you very much. Okay, next one will be Thỉnh Nguyễn trong rồi đó. Oh my god. Farmer number one. Could you release your mic, please? Mấy giờ thì vô mấy giờ? Okay, December 24th. Farmer number one hình như ồn quá phải không? Không biết ai đang ồn quá đó. Farmer number one. Chị Miu không thích sử dụng Skype. Kick đi hả? Suối, cái này tí mình kích là tại vì tại lên suối nha. Okay. Lên suối hả? Okay, lemon. Okay. Rồi bây giờ tới December 24th. December 24th là cái nick nào? Hả? Cái nick nào? Are you December 24th? Win bưởi hả? Win hả? Ok vậy December 24th đọc đi. Các anh chị hurry các anh chị. Mình còn nhiều câu quá đi mất. Rồi, con nghe em con. Yes, I hear you. Không phải do mic của Farmer hả? Hello. Yes, could you read this please? Con đọc nha. Yes. Tell me about your last three seasons. Three chứ không phải là three nha. Three, la lưỡi ra please. Three. Three. Okay, go on. Tell me about your Position. Position. Cắn răng lại là đọc được chữ đó. Position. 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 Right. Position. Go on, please. What could you have done to improve your relationship with a manager? Okay, good. One more time, please. With got you her. Phía sau nhiều with. Oh wow. With. Ai đang nấu ăn chặt gà chặt vịt gì đó không biết. Okay, one more time please. Yes. Tell me about your last three decisions. Tell me about your last position. What could you have done to improve your relationship with
Okay, I think that's good enough. Let me translate this into Vietnamese. Cảm ơn December 24th nha. Tell me about your last three positions. Có nghĩa là hãy nói cho tôi về ba cái công việc cuối cùng của bạn. Không biết hai ồ mới đi mất. Ok, ai mới vừa get out đó là người đó là thủ phạm á. Bắt tại trận. Ai mới vừa get out vậy? Thủ phạm là December chắc. Không phải hả? Không phải hả? Không phải hả? Ai mới vừa get out đó? Confess đi. Ok, anyway, để Timmy dịch câu này nha. Ok, chưa cửa đóng đợi. Hãy nói với tôi về ba cái công việc cuối cùng của bạn. Người interview hỏi như vậy đó, nghĩa là ba cái job cuối cùng của mình á. Và hãy nói với tôi về cái công việc cuối cùng của bạn là cái job cuối cùng của mình. Bạn có thể làm gì để improve dịch cái này sao các anh chị? Và để cải thiện cái sự mà liên hệ với người manager. Và để cải thiện cái mối liên hệ với cái người manager. Cải thiện ở đây là nghĩa ý của người nói là mình phải làm gì để mình get along với lại cái manager của mình. Ok, kỹ nhất là cái nịnh bợ nha các anh chị. Mình không có được nịnh manager của mình nha. Ok, nghĩa là mình phải làm gì để mình với cái người manager của mình thân thiện với nhau đó. Ok, thân thiện với nhau đó, nịnh. Nịnh khỉ đó, đừng có nịnh nha các anh chị. Để mình kể một câu chuyện cho các anh chị nghe nào. Cái bà supervise, okay, bà là người Mỹ. Nào giờ bà không có biết Mỹ nó không có cái vấn đề nịnh nọt đâu, ok. Không vấn đề nịnh nọt hay là hối lộ, điều cấm kỵ. Sao Việt Nam mình làm á, biết không? Việt Nam làm đông lắm, biết không? Người Việt Nam mình thì có tính là nịnh với hối lộ là số 1, biết không? Ra cái cô đó đó, cổ nịnh bả, biết không? Cổ nịnh bả. Cổ nói bả chứ bà thích đồ nào đó thì bà cứ ra ngoài shopping đó bà mua về, ok, bà mua giải về rồi bà mua cái áo về là tôi sẽ lấy giải ra tôi may cái áo y chang như vậy cho bà. Ở bên Mỹ này sướng lắm các anh chị, khi mà các anh chị đi mua đồ các anh chị có quyền trả lợi, ok, mua quần áo đồ này kia đó, trừ đồ lót nha, sorry thì mình nói hơi nasty. Trừ đồ lót thì ngoài ra các anh chị mua đồ gì các anh chị cũng được quyền trả lợi, nhưng mà không có trong vòng một tuần, nhiều lắm là một tháng là họ sẽ mình được quyền trả lợi. Thành ra cái bà Mỹ đó, biết không, bà supervisor, bà mới đi mua cái áo đưa cho cái chị này chị Mai, khi mua áo mua giải đưa cho chị này chị Mai xong cái áo cho bà xách cái áo bà trả lợi, cái áo của mua trong shopping bà trả lợi, ok. Thành ra cái việc gì á, bà cũng đưa cho cái chị này làm hết, nghĩa là ưu tiên cho chị này, biết không. Sao trong một thời gian không nhớ là bao lâu nữa, cái sau cái bà Việt Nam khác nịnh bả, không biết nịnh bằng cách nào nữa, sao cái bà Mỹ này bà khoái cái bà kia hơn. Tại nào giờ bà Mỹ bà đâu chưa có bao giờ mà bà biết cái vấn đề mà nịnh bợ hối lộ vậy, thành ra làm gì bà khoái quá, biết không. Sau cái bà kia nịnh không biết làm gì nữa, khoái cái bà thứ hai. Và các anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Cái bà thứ nhất mới giận quá, biết không, lên văn phòng thưa trời ơi, giải từ hồi nào mà cái bà Mỹ đó bà mua về đó, mua giải rồi từ nào giờ cái bà thứ nhất bà Mai cho đó bà giữ giải lại hết trơn các anh chị, giải dụng đó bà giữ lại hết trơn, sao bà đem lên văn phòng. bà đem lên văn phòng bà thưa bà Mỹ, bà sức bà vai bị văng luôn. Rồi sao nữa,
Rồi cái bà thưa cũng bị dăng luôn. Rồi cái bà mà nịnh thứ hai cũng bị dăng luôn. Đó, các anh chị đừng có bao giờ nịnh manager, okay? It's not right. Okay, it's not right, it's not fair to other people too. Okay. Thành ra cái câu này có nghĩa là như gì? Okay. Ồ quá đi. Cái câu này có nghĩa là mình phải làm cái gì để mình cải thiện cái mối liên hệ của mình với người sếp của mình, với người quản lý. Thấy như vậy. Thì đây là những cái câu hỏi mà khi phỏng vấn các anh chị sẽ gặp, thì các anh chị tự suy nghĩ, ok. Rồi, bây giờ what time is it now? It's 9:14. Mình còn almost 45 minutes left to finish this lesson. I don't think we have enough time for this lesson. Ok, next one will be cửa đóng nè. Cửa đóng muốn đọc nè. Mời cửa đóng nha. Mời cửa đóng. Còn một người nữa thôi nha. Ok. Hello, cô. Em đọc cô nha. Yes. Help me about your love three position. Position. Listen. Yeah, position. Position. Chị cắn cái răng lại. Position. Cắn cái giống như là mình nghiến vậy đó. Position. Position. Yes. Tell me about your last position. What would you have done? Không phải đơn mà là đơn. Không phải đơn nha. Đừng có đọc rõ là đơn mà là đơn. Ok, đơn. Đơn. Right. Đơn. Who improve your relationship? Wait, wait. Relationship. Relationship. Nhấn cái chỗ chữ ly. Nhấn cái chữ gì mà cái âm gì mà trước cái chữ sần á. Relationship. Yeah. Conversation. Okay. Communication. Relationship. Right. Relationship. That's right. Relate with manager. One more time, please. Yes. Tell me about your last three positions. Tell me about your last position. What would should you have done to improve your relationship with manager? Manager. Yeah, that's good. Okay, thank you. Yeah, khi các anh chị thấy, các anh chị thấy cái chữ sền đó, thì thường thường mình nhấn cái âm bằng phía trước đó, giống như là conversation, communication, đấy, khá như vậy đó, hay là transportation. Okay, who are you? You're making so much noise. Too much noise. Okay, Mạnh Hùng. Okay, thank you very much. Cửa đóng. Thank you, teacher. Okay, you're very welcome. Okay, Mạnh Hùng, yes. You're the last one. Mạnh Hùng. Cửa đóng. Em đã đọc. Okay, cửa đóng. I think you're done. Cửa đóng xong rồi phải không? Đọc xong rồi phải không? Bây giờ tới. Bây giờ tới Mạnh Hùng. Đâu có thấy sạch no number one with me in Skype đâu.
Tại em vừa đọc rồi cô. Dạ, yeah, mấy hôm đọc đi. Mạnh Hùng đọc đi. Đọc cô à? Yes. Để em vừa đọc rồi cô. Ôi đọc rồi hả? Mạnh Hùng mới vừa đọc rồi hả? Dạ. Ok, I think that's it. Giờ mình qua qua ba câu khác nha. Các anh chị đọc này hoài chắc chết quá. Ok, where are we now? We on let's all stop reading now, and we discuss about how do you answer when you have the interview for a job. Câu thứ nhất. Okay, các anh chị. Sorry, can chị? Yeah, I have to log you off, okay? Để mình nói chuyện phải quấy với nhau đã, right? Bây giờ câu thứ nhất, okay, ai trả lời được thì gọi vô nha. Tell me a little about yourself. Can chị có thể trả lời bằng tiếng Việt cũng được, okay? Hay nói tiếng Mỹ cũng được. Câu này thường thường mới vô là người interview họ sẽ hỏi như vậy. Ok. Nói tiếng Việt cũng được. Rồi Hạ Long trước nha. Hạ Long, tell me about yourself. Dạ, tell me a little about yourself. Yes. How do you my say? My name is Juan. Okay. I'm 30 years old. You're 30 Hello? Years old? Okay, go on, please. I live in Hạ Long City, Quảng Ninh, Quảng Bình. Love, chứ không phải live nha. Love. Yeah, I love. Yeah, I love. I'm living in Hạ Long City, Vietnam. That's right. Vietnam, yeah. I have, I get married and I have a son, 6 years old. Okay, 6 years. 6 years old son, okay? 6 years old son. Right, okay. I'm married and I have 6 years old son, right? I'm married and have 6 years old son. Right. That's all. And that's all? That's all. Did you go to school? Do you go to school now? No, I'm working in a community youth union at Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Hà Long City. Oh, you working now? How long you have been work there? Pardon? Can you repeat? How long have you been working there? 2 kilometers. No. I'm talking about the period of time you were there. Tức là cô muốn hỏi là cái thời gian làm của... làm ở đó là bao lâu rồi? 10 years old. 10 years old? 10 years. 10 years. 10 years. Yeah, 10 years. You phải 10 years old, right? 10 years old. Okay. 10 years. Okay, I'm sorry. 10 years. Okay, that's right. And what are your strengths?
chance. Cái what does this mean is chance? Hồi nãy đọc rồi, đọc hiểu rồi. Đọc hiểu rồi. Cái câu thứ hai đó, cái câu thứ hai đó, cái ưu điểm của bạn là gì? Nói tiếng Mỹ không được, nói tiếng Việt cũng được, okay? I sing very well and very that's all. You like to sing? Yes. Yeah, cái ưu điểm của mình. But actually, các anh chị biết gì không? Cái đó là chỉ là cái phần phụ thôi. Mình phải nói làm sao cho inquiry người ta nghe, người ta nghe good and người ta mướn mình. Okay? Cái vấn đề, oh my god, bồn quá đi. Ủa, cái này là mà quả nào? Không, không phải hả? Được, vấn... đợi Timmy tí xíu. Trả lời người ta cái này. Cái vấn đề mà mình nói về cái strength của mình đó, cái ưu điểm của mình đó, thường thường á, okay? Okay. They want to know what you think of yourself, okay? This is the general question, that is wrong or right? And the wrong answer is, when you say, usually we have to say how we organize the things, how good, how well. We organize the things, organize things, okay? Okay. Các anh chị hiểu phải không? Thường thường á, khi mà họ hỏi cái strength của mình á, có nghĩa là cái ưu điểm của mình, thường thường mình phải nói về cái ưu điểm trong cái công việc của mình. Right. Rồi sau đó, xong xuôi rồi đó, thì mình mới nói, ngoài ra mình còn những cái ưu điểm như là, I good at computer, hay là I like to sing and sing so good, đại khái như vậy, everything như vậy. Đừng nói là I'm very handsome. Cái chị hiểu không? Thường mình nói về cái ưu điểm trong cái công việc của mình. Có những cái câu mà nó rất là khôn ngoan, ví dụ nói, cái ưu điểm của tôi đó là tôi thích làm việc nhiều. Tôi làm việc, tôi thích làm việc nhiều, tôi thích get along with people in work, đại khái như vậy. Nghĩa là mình thường thường mình nói cái gì mà nó relay vô cái công việc của mình đang involve vô đó. Yeah, đang làm đó, okay? Đang muốn yeah, I'm a hard worker, đại khái như vậy. Đó là những cái câu nói trả lời khôn, okay? Yeah. Okay, anyway, what are your witnesses? Weaknesses. What does this mean, weaknesses? Weaknesses. Đã học, nãy mình đọc rồi, mình hiểu rồi mà, phải không? Cái chị nhớ nha, đọc là phải hiểu. Cái yếu điểm của em, bạn là gì? Em mới đọc. Yếu điểm của em là học không nói tiếng Anh. Oh no no. Không, không được nói như vậy, ok? Mình làm việc cho Mỹ. Mình nói như vậy là nó nói không biết nói tiếng Anh sao làm việc được. Đúng không? Không được nói như vậy. Okay. Mình có thể mình nói là I feel my English ability is my weakest trait. Nghĩa là tôi nghĩ là tôi cảm thấy là tiếng Anh của tôi đó, cái khả năng tiếng Anh của tôi thì nó hơi yếu. Okay. And I know this is only a temporary problem. Nhưng mà đây là chỉ là cái tình trạng tạm thời thôi. Yeah, tạm thời thôi. Yeah, tôi đang học tiếng Anh, đã khá như vậy. Right? Yeah, mình có thể nói như vậy nhưng mà mình cũng thật thà, nhưng mà đừng thật thà quá, phải không? Right? Hay là có nhiều người người ta nói như vậy nữa. Cái khuyết điểm của tôi đó là tôi ham làm việc dữ lắm đó. Nên có nhiều người người ta không thích, okay? Co-worker của tôi nó không có thích tôi, tại vì tôi làm việc nhiều quá, tôi ham làm việc nhiều quá rồi sếp của tôi khoái tôi, là khoái như vậy, okay?
Đó là những cái cách mình trả lời, không? Mình trả lời. Okay. Yeah. Okay, next one. What else? Okay. Do you manage your time well? Manage. Những cái câu này nãy mình đọc, cái chỉ nhớ đọc là phải hiểu nha. Okay. What does this mean? Nghĩa là gì cơ? Manage your time well. Nghĩa là bạn quản lý thời gian của bạn. Yeah, bạn biết sắp xếp cái thời gian của bạn một cách tốt đẹp hay không? Yes, I can manage my time good. How do you know you manage? How? How do you do it? Thế nào? Mình đâu có thể là nói mình biết manage cái time của mình, nhưng mà làm sao mình phải nói làm sao cho người ta biết là mình làm được chuyện đó? Thì là tôi có cái lịch làm việc hàng ngày và thực hiện theo đúng lịch mà đã đặt ra. Yeah, thường yeah, có những cái câu trả lời cũng rất là hay. I know I manage my time well because I'm never late to work. Okay? Thấy không? Cái câu này là hay nhất. Tại vì mình biết sắp xếp công việc, thành ra không bao giờ mình đi trễ hết trơn á. Phải như vậy. Đây là cũng là một cái câu trả lời hay, phải không các anh chị? À, mình phải nói, mình phải chứng minh, mình phải nói ra cái lý do, cái gì mà mình manage được. Hay là I keep me on track and even help me to be more efficient. Efficiency. Oh my God, oh wow. Của bạn nào? Của không phải. Yeah. Ok, thủ phạm là cái người thứ hai. Thủ phạm chắc là Hạ Long quá. Phải không? Không. Em có nói bây giờ thôi tại em. Hay là thủ phạm là farmer number one hả? I don't know. Em đang ghi tay này. Không có phải em đâu. Không phải vậy, chắc thủ phạm là Tiểu My quá. Có ba người hả mà gọi không người nào nhận hết trơn, Tiểu My nhận cho rồi. Okay, cái next one. Rồi. Yeah, okay, next one. Not me. Do you work well under pressure? Yes, I work very well. How? Mình chỉ không cần thể trả lời yes mà mình phải cắt nghĩa nữa. Okay, mình phải chứng minh, phải nói làm sao. Inquiry, convince cái người interview, listen to me, okay? How? Because I am a boss, a company. What? Sợ mình là trưởng của cơ quan ấy, cho nên là đương nhiên là mình sẽ phải tốt. wait a minute. Mấy minute, câu hỏi là gì? Câu hỏi là bạn có là người quản lý tốt không, quản lý tốt công việc của mình không? Không phải. Bạn có chịu được sự ép được. Rồi, okay. Có nghĩa là có những cái công việc mà nó làm cho mình bị stress đó. Okay. Yeah, mình bị stress đó. Okay. Mình bị pressure là mình bị stress đó. Thì mình có mình có vượt qua được hay không? Ok. Dạ, yeah, mình có chịu được cái áp lực, những cái công việc mà khó khăn đó, mình có vượt qua được hay không? Mình có confront nó được hay không? Mình có disconnect, okay, disconnect. Okay, cái gì đang nói chuyện bị disconnect hả? Hạ Long Hạ Long bị disconnect rồi.
Khi câu này thì thường thường mình trả lời sao các anh chị? Các anh chị trả lời tiếng Việt cũng được. Thì từ đó rồi mình suy nghĩ là tiếng Anh, ok? Dạ được, ai nói cũng được hết trơn. Các anh chị cứ gọi vô cho Tiểu My. Đây là cái câu nó rất là hay nè. I enjoy working under pressure because I believe it help me grow. Hay là I always work well during deadlines and I always learn how to work more efficiently afterwards. I work well under pressure because I don't panic. Nghĩa là có những cái áp lực cách mấy đi nữa, mình không bao giờ mà mình panic là gì các anh chị? Mình không bao giờ mà mình sợ hết trơn. Phải vậy. Các anh chị có thể trả lời tiếng Việt cũng được, trả lời tiếng Mỹ cũng được. Rồi later on mình sẽ work on that, okay? Yeah, tôi không bao giờ hồn quá. Tôi thích làm việc dưới cái áp lực. Tại vì nếu mà như vậy thì tôi cảm thấy là tôi sẽ mạnh dạn hơn, tôi sẽ trưởng thành hơn, tôi sẽ phát triển, tôi sẽ giỏi hơn, khái như vậy. Đó là những câu trả lời. Ok, next question. Câu này thường thường họ hỏi nè. Và phát huy cái hết cái năng lực của tôi. Câu này thường thường họ hỏi nè. Why should I help? I mean, why should I hire you? Tại sao tôi phải mướn bạn? Câu này hầu như là vô là bắt buộc nó phải hỏi nha các anh chị. Tại sao tôi phải mướn bạn? How do you answer? Hello, good evening, everyone. Okay, your turn then. Could you answer this question? Why should I hire you? Yes, because I like this position and I am a workaholic, so I can do this job well and I'm different from other candidates. Very good. Could you translate what you just say into Vietnamese, please? Yes. Tại vì tôi thích cái, tôi rất là thích cái vị trí này và tôi là một người ham công việc. Do đó tôi khác biệt với những cái ứng cử viên còn lại. Ứng cử viên. Candidate. Yeah, that's good. Phải không, Ken chị? Ken chị cũng có thể trả lời như vậy. Or, okay, wait a minute. Okay, bữa nay Tiểu My chỉ hỏi thử các anh chị thôi, mình sẽ có cái bài tập cho mình trả lời. Ví dụ như là mình nói I'm perfect fit on this position. Okay, I have experience and the trait you are looking for. Phải như vậy, nghĩa là tôi có kinh nghiệm về cái công việc này and tôi am a hard worker. Phải như vậy, okay? And I should be hired because I'm efficiently, smart and friendly. Khá như vậy, có nhiều. Thì mình sẽ có cái bài cho các anh chị, ok? Bữa nay thì mình chỉ hỏi thử các anh chị thôi. That's really good. Yes. Yeah, that's really good. Ai mới trả lời cho Tiểu My rồi nữa. Ok, next question. Câu kế nha. Tell me about your last three position. Whoever can answer me. Yes, but it's not right now, your Tom. I'm busy now. Sorry.
Ok, các anh chị, trả lời câu này đi. Tell me about your last three positions. Nghĩa là nói về ba cái công việc cuối cùng của bạn, hay là tell me about your last position. Nói về cái công việc cuối cùng của bạn. Thường thường cái câu này họ hỏi rất là thường nha các anh chị. Để họ muốn biết coi cái nghề cuối cùng, cái công việc cuối cùng của mình làm cái gì. Những cái câu hỏi này đó thường thường các anh chị đi phỏng vấn thường gặp, okay, thường gặp. Tell me about your last, okay, your last position, đi. Position. Có nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là họ muốn biết là mình, họ muốn biết là what did you do and how did you do it? Hay là what did you do and how you do it? It look the people you work for and the people you work with. Có nghĩa là họ nói mình là mình đã làm cái gì và mình làm cái đó thế nào, công việc đó thế nào. Và nó còn hỏi, còn liên quan tới những người mà mình làm việc với nhau. Đại khái như vậy, okay. Những cái người mà làm việc chung với mình ở công việc cuối cùng đó thì thế nào, đại khái như vậy. Họ vừa hỏi cái công việc ra, họ vừa hỏi những cái người mà làm công việc đó với mình, okay. Thành ra các anh chị phải sẵn sàng cái câu, phải trả lời như vậy đó. Okay, cô xin hả? Ok, rồi. Cái câu này cũng giống như cái câu hồi nãy hỏi đó. Câu này. What could you have done to improve your relationship with a manager? A manager. Câu này hơi khó phải không các anh chị? Ví dụ các anh chị có câu này thì các anh chị trả lời làm sao? Trả lời tiếng Việt cũng được. Okay. Trả lời tiếng Việt cũng được. Các anh chị trả lời làm sao? Ai muốn trả lời gọi vô Skype cho tụi mi đi, please. Can you still hear me? Mấy chị còn nghe tiếng yêu không vậy? Sao tự nhiên im ru vậy ta? Hello? Có nghe không? Hả? Còn hả? Ok, formula number one. How could you have done to improve your relationship with a manager? Thủ phạm là farmer nãy giờ. You make too much noise là you rồi. Bác tại trận. Phải ăn đó cô. Phải mà. Thấy không? Ôm thì thôi á. Ôm thì thôi. Mới nào cô? Đổ thừa. Ok, nói giỡn thôi. Now, how can you answer this question, please? Yeah. Nói tiếng Việt cũng được, nói tiếng Việt cũng được. Luôn có tức là có một khó khăn trong công việc thì luôn chia sẻ với cả sếp để cùng giải quyết. Very good. What else? Đôi khi có thể nói chuyện để biết thêm về cái hoàn cảnh gia đình này. Biết thêm việc để hoàn cảnh gia đình đâu có liên quan gì với cái hoàn cảnh gia đình đâu.
Oh, come. Okay, go on, please. Mình không có được kể cái tình trạng gia đình của mình cho sếp mình nghe để hy vọng là bả tội nghiệp mình, bả thương mình, ok? Không. Đó là hoàn cảnh gia đình. Phải không nè? Hả? Cho sếp mình thông cảm, bả thương mình đấy. Ok. Nó thường thường cái câu này đó mình phải trả lời làm sao nó relate cho cái công việc của mình. Cái trả lời hồi nãy good đó, ok, ví dụ mình không hiểu cái gì đó thì mình phải straight, nghĩa là mình phải thẳng mà mình nói chuyện với sếp của mình thẳng và mình phải nói thật, ok, tôi không hiểu cái này, bà làm ơn bà cắt nghĩa cho tôi được hay không, để thấy như vậy hay là tôi có thể giúp bà cái gì hay không, hay là tôi có, oh my god. Yes, nghe. Yeah. Dạ, yeah, yeah, can trả lời nha. Dạ. Trả lời việc gì luôn. Người ta muốn quan hệ với sếp thì ví dụ như mình làm sai cái gì đó thì lúc đó sếp hiện trách mình thì lúc đó sẽ không có gì, vì lúc đó sếp đang giận, từ từ tìm cách sẽ giải thích sau. Đó thế. Yes. Được không các anh chị? That's good too. Yeah, có nhiều cách mình nói. Ví dụ như là, thí dụ như con mình có cái vấn đề gì, giống như là mới nói, if I communicated the problem earlier. Ví dụ như là mình nói với sếp mình cái vấn đề nó càng sớm càng tốt, để cho cái công việc nó không có bị stuck later. Ok, được rồi. Đại khái là như vậy đó các anh chị. Cái câu trả lời hay nhất á, ở trong bài mà Tuyển My khó có đó, là nó nói gì nè. I could help improve my relationship by talking about the problem sooner than later. Đây là cái điểm đặc biệt cho cái câu này. Người sếp họ rất thích mình khi mà mình, cái công việc mà nó đang bị stuck, nó đang bị khó khăn đó, mình phải lỡ nói với họ liền. Okay? Đừng có chờ lâu. Tại vì nếu mà mình không nói liền, có thể cái sự việc nó còn worse than. Ok, ồn quá. Hello.
câu cuối cùng nha. Câu cuối cùng nha, cho for today, okay? Anh chị trả lời câu này nha, bằng tiếng Việt cũng được, bằng tiếng Anh cũng được. Why do you want to leave your current job? Tại sao bạn muốn rời cái công việc mà bạn đang làm vậy? Đang học mà xách xe chạy đâu vậy? Tại sao mà bạn phải rời công việc cuối cùng của bạn vậy? Các chị câu trả lời nào hay nhất? Hello. Yes, Nia. Yeah. Hello. Tại sao mà bạn Tại sao mà bạn muốn rời cái công việc cuối cùng của bạn vậy? Công việc hiện tại mà bạn đang làm mà bạn phải bãi bỏ, bạn không chịu làm nữa vậy? Hả? Cái câu này nó hỏi như vậy đó. Trả lời sao các anh chị? Hello. Yeah. I hear you. Hello. Yeah, I can hear you now. I can hear you. Yes, I leave my work. What? Because my work is very boring. No. Very boring. No, trả lời đó là bị là họ không có nhận thế. Không có gì. Yes, I know. I just say with you. Vừa nói câu đó là nó đứng lên cái rổ. Vừa nói câu đó là nó đứng lên cái rổ. Cười gì đâu. Because my boss is yes, not handsome. Tôi thích sự thử thách mới. Okay, because I want to find new opportunity. Yeah, more opportunity. Yeah, and that's good. Challenge, uh-huh. And new challenge in my new job. Yeah. In the future. Uh-huh. Yes, and I want to high salaries. No, không được nói như vậy. Yeah, có thể nói, I feel this is exactly the type of place I want to work. Phải không? Tôi cảm thấy rằng cái nơi này là đúng là cái nơi mà tôi dụng võ. Cái gì vậy? Phải không? Đây là đúng là cái đất dụng võ của tôi. Right. Okay. Yeah, hay là mình nói, ôi tôi muốn tìm một cái company mà nó đúng như cái opportunity của mình. Tại phải gì? Hay là mình nói là cái công ty này đó nó rất là lớn. Oh my god, ồn quá. I'm sorry, could you me? Okay. Hello. Yes, we hear you. Yes. So my answer is this position is my ideal job that I used to dream about. So wait, this position is my idea. What do you mean my yes. idea? Cái lý tưởng cái vị trí này không mình không có được mình không có nói như vậy. Okay. I just say I feel this is exactly the type of place. Đây là cái nơi đúng là cái nơi mà hợp với tôi đó. I want to yes. work, right? Chứ còn không phải my idea. Idea là mình nói qua cái vấn đề khác.
I don't know. Hey, our family moved to live near for a better school for our children. Thấy như vậy? Tại cái sở này nó gần cái trường học mà con tôi nó đi học. Thấy như vậy? Hay là this area is great and I want to find a job closer to my new house because I just moved here. And my last job was too far away to commute, right? Là thấy như vậy? Đó cũng là một cái lý do để mình kiếm một cái hãng mới. Kỹ nhất cái vấn đề các anh chị đừng có nói là tôi tìm cái lương cao hơn nha các anh chị. Không bao giờ không có ai muốn trả mình lương cao hết trơn á, tụi nó còn mướn mình lương càng thấp càng tốt nữa, thấy không? Đấy. Yes. Coi mà mình nói á, cái môi trường này là một cái môi trường đầy thử thách mà tôi muốn chinh phục nó. Thailand, right. Thì I want to work in an environment where I can utilize more of my skill, phải không? Đây là cái môi trường mà nơi mà tôi muốn học, tôi muốn improve cái skill của tôi, phải không? Yes. Right. Đại khái gì? Nó có nhiều cách nói các anh chị, nhưng mà Tiểu My sẽ có cái bài cho các anh chị, ok? Sẽ có cái bài cho các anh chị. Bữa nay là chỉ thử thôi, ok? Yes. Thank you. You're very welcome. Okay, anyone else want to express your opinion then? Cô ơi, hồi nãy có một cái câu mà em xin hỏi cô á, là mình nói là tôi có cái khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc là cái ưu điểm của tôi á, mình nói làm sao cô? Cái này á nói mà rắc rối như vậy. Nhiều khi tiếng Việt nó khác, nhiều khi tiếng Mỹ nó khác. Mà kêu tụi mình dịch mà ạc xác lên như vậy thì tụi mình không biết. Ví dụ như là mình có nhiều câu nói như thí dụ như vậy, cũng tựa như vậy, ok? Tôi muốn có một cái môi trường mà hợp với cái khả năng của tôi, phải không? Ok, thí dụ mình nói là I want to work in an environment that will help me realize my full potential and a place I cannot contribute everything I'm able to do it, phải không? Cũng giống giống như vậy phải không? Dạ, cũng gần vậy. Dạ, đã thấy vậy. Yes. Đó là mình muốn làm việc trong một cái môi trường mà nó giúp mình nhận ra cái potential của mình, nhận ra cái gì? Cái potential gì là gì các anh chị? Nhận ra cái gì, cái năng lực và cái ấy của mình đó, cái ấy nhiều khi dịch tiếng Việt và cái nơi mà mình có thể contribute có nghĩa là mình giữ vào mình đem cái khả năng của mình để làm ra đó, để làm cái công việc đó, ok? Yes, ok, đã. Chị My sẽ có bài cho các anh chị later. Hôm nay mình chỉ có một vài cái ý nghĩ vậy thôi, ok? Yes, ok, bye, thank you so much. Ok, thank you very much. Darling Chance, are you from China? Are you from China? Are you Chinese? Are you from China? Yes, my grandfather is Chinese. Oh, really? But you sound Vietnamese to me. Yes, but I live with my family in Vietnam. Oh, really? Oh, yes. Oh, wow. And this is the first time I talk to you. Oh, yeah, this is the first time I communicate to you too. And glad to talk to you. Okay, yes, and thank you very much. And I think bye, thank you. I think time is up and we should dismiss now. We have only 2 more minutes left, right? Mình còn 2 phút nữa thôi. Giờ mình nghỉ phải không các anh chị? Tuần tới mình sẽ học tiếp cái bài này. Ok? Cái bài này còn dài lắm, mình chỉ mới có 10 câu thôi, ok? We still have 20 more sentences. Mình còn 20 câu nữa, hơn 20 câu nữa đó.
Okay, các anh chị, any question before we dismiss? Nếu không có thì Tiểu My chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khép một ngày một đêm bình an vui vẻ. And gặp lại các anh chị next week, okay? In the same room and at the same time, okay? Okay, thì cho Tiểu My gửi mail lại cho ớt nha. Okay, good night, can't you? I have lunch now.